Chào mừng bạn đã đến với đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc mơ mộng, với núi Phú Sĩ quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng và thời tiết khí hậu luôn luôn mát mẻ, ôn hòa. Nhật Bản cũng là quốc gia được đánh giá là có văn hóa kỷ luật rất cao, cùng nền giáo dục được xem là tiên tiến của thế giới. Điều này được cho là chịu một phần ảnh hưởng của văn hóa samurai, hay còn gọi là tầng lớp võ sĩ đạo từ xưa của xứ Phủ Tang, với đầy rẫy những câu chuyện truyền thuyết và bí mật còn ẩn giấu. Vậy bạn có tò mò tầng lớp samurai quý tộc cổ xưa thường sống trong những ngôi nhà có kiến trúc đặc biệt như thế nào? Và bên trong những căn biệt thự cổ kiểu Nhật này, tầng lớp samurai đã sinh hoạt ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và chào mừng bạn đến với Phùng Design Official. Đây là hành trình khám phá lâu đài Hạc Trắng, lâu đài cổ đẹp nhất Nhật Bản. Chúng ta sẽ cùng khởi động khớp chân của mình bằng việc đi dạo một vòng quanh lâu đài cổ xưa đẹp nhất Nhật Bản. Từ xa, lâu đài Himeji hiện lên như một tòa thành cổ mang đậm màu sắc của văn hóa Nhật Bản. Nằm trong trung tâm thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, cách thủ đô Tokyo 650 km về phía tây. Himeji còn có cái tên là White Heron, diệc trắng, bởi người Nhật cho rằng hình tượng con diệc trắng, một loài chim cao quý tượng trưng cho sự thanh khiết, cao thượng của người quân tử. Thành Himeji cùng với thành Matsumoto và thành Kumamoto hợp thành cái gọi là ba tòa thành quý của quốc gia, tam đại quốc bảo thành của Nhật Bản. Trong ba thành thì thành Himeji nổi tiếng nhất. Theo như sử sách ghi lại, lâu đài Himeji bắt đầu được xây dựng vào năm 1333 theo lệnh của lãnh chúa Norimura Akamatsu, vùng Harima. Ban đầu, nó chỉ là một pháo đài phòng thủ. Đến năm 1346, con trai của Norimura là Sadanori cho làm thêm các khu nhà ở và công trình phụ khác. Và phải đến năm 1618, qua thời của rất nhiều gia tộc sở hữu, công trình này mới được chính thức hoàn tất và trở thành một công trình đồ sộ và hoành tráng như chúng ta thấy ngày nay. Đến năm 1931, lâu đài Himeji đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản quốc gia, là một trong bốn lâu đài tại Nhật Bản được nhận vinh dự này. Các công trình trở thành di sản quốc gia và được bảo tồn gồm ngôi tháp chính, các tháp khác nhỏ hơn và các hành lang liên kết, cùng 27 zagura, kho tiền đạn, lương thực, 15 cổng và 100 mét tường. Một phần của con kênh giữa và toàn bộ con kênh trong cũng được giữ lại y nguyên như trong thời kỳ Trung Cổ. Cùng nhau đi sâu vào khám phá những nét đặc sắc kiến trúc từ khung cảnh bên ngoài của lâu đài Himeji, chúng ta có thể thấy rõ toàn bộ khuôn viên được xây dựng trên đỉnh ngọn đồi Himeyama, cao 45,6m so với mực nước biển. Lâu đài này nổi tiếng không chỉ do tháp chính lớn mà còn sở hữu mạng lưới 83 tòa nhà với các hệ thống phòng thủ kiên cố từ thời phong kiến, phức tạp giống như một mê cung. Toàn bộ khuôn viên được xây bằng gỗ với tổng cộng khoảng 36 tấn và được phủ thạch cao trắng bên ngoài để chống thấm và chống cháy. Sở dĩ có tên gọi là Hạc Trắng vì bề ngoài của lâu đài được bao phủ với những đôn rồng và tháp canh phủ thạch cao trắng, làm ta liên tưởng đến hình ảnh nên thơ của một con hạc trắng đang cất cánh bay lên. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một pháo đài quân sự độc đáo. Từ xa tới gần, nơi đây được mọi người truyền tụng là một công trình đẹp dưới mọi góc nhìn. Cả lâu đài có 6 tầng, được dựng bằng những chiếc cột gỗ có đường kính lớn, chống thẳng chịu lực. Có những cột gỗ to được xác định có niên đại 780 năm, thuộc loại bách đại cổ thụ. Đặc biệt, cầu thang nối các tầng được thiết kế không trùng nhau ở cùng một vị trí tọa độ, mà được bố trí rải rác, tạo nên những góc hiểm, giúp công việc phòng thủ thêm lợi hại. Điểm độc đáo của lâu đài là có những dãy hành lang dài hun hút quanh co. Lâu đài có rất ít cửa sổ được mở, đó là những cửa sổ hẹp hình chữ nhật, vì trước hết đây là một pháo đài phòng thủ. Một trong những nét nổi bật về dáng vẻ bên ngoài của tòa lâu đài Himeji là màu bạc của mái ngói kết hợp hài hòa với màu trắng của vách tường. Có 56 loại ngói được sử dụng trong việc tô điểm cho lâu đài này. Các miếng ngói nhỏ hình tam giác ở rìa của phần mái là một trong những nét độc đáo trong việc thiết kế lâu đài. Chúng giúp nước mưa chảy hết xuống một con rãnh phía dưới và dẫn vào một bộ lọc nước phục vụ nước uống và nước sinh hoạt cho những người sống trong lâu đài. Bên cạnh việc có một kiến trúc siêu độc đáo, nếu có dịp đến đây vào mùa xuân thì các du khách sẽ phải ngất ngây trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của khuôn viên cảnh quan sân vườn. Ngắm nhìn những vườn hoa anh đào, hoa mận trổ bông xung quanh khuôn viên Nishinomaru xinh đẹp của lâu đài Hạc Trắng. Quả thật, đây là một không gian rất tuyệt khi chiêm ngưỡng tòa thành Himeji tráng lệ với sắc hồng trắng quyến rũ ngập tràn. Những cánh hoa nhẹ nhàng lướt nhẹ trong làn gió xuân như khiến cho lòng người thêm xao xuyến, lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi. Và tôi tin rằng, nếu có điều kiện được đến đây khám phá, bạn sẽ mất đến cả ngày
Để có thể hiểu hết được ý nghĩa của những tầng văn hóa ẩn chứa bên trong mỗi cổ vật, nhiều du khách yêu thích văn hóa Nhật Bản thậm chí còn lấy hình mẫu của lâu đài Hạc Trắng để lấy cảm hứng xây dựng cho chính ngôi nhà của mình. Vậy nếu bạn là một Weibo chính hiệu, bạn có muốn xây dựng một ngôi nhà mang dấu ấn của riêng mình? Hãy liên hệ với đội ngũ thi công, thiết kế của Phong Design. Chúng tôi luôn sẵn sàng sáng tạo những bản vẽ để sáng tạo nên căn nhà của chính bạn. Phong Design, kiến tạo không gian sống tận hưởng.